vào thực hành cái sản phẩm ủ trà nhé. Thì mình giới thiệu với các bạn đây là sản phẩm trà ô long xanh thứ quý, sản phẩm chuyên để làm các cái món trà hoa quả cũng như trà chanh rất là ok. Sản phẩm này thì cái mùi đặc trưng nó là mùi vị thơm chát, tuy nhiên lại không có mùi hoa nhài như là trà ô long, như là trà xanh nhài, thế nên là tạo cái hương vị sâu hơn nhưng không thơm, rồi rất là phù hợp cho các cái loại trà hoa quả muốn đẩy mạnh cái vị hương thơm của vị như là trà hoa hồng, trà hoa nhài, trà hoa cúc. Nó rất là ngon. Trà sầu riêng thì sẽ đẩy cái vị lên, thì mình sẽ dùng ô long xanh. Còn những cái sản phẩm có đẩy vị thơm nhài lên kết hợp với hoa nhài tốt, giống như là trà cam, trà bưởi, thì chúng ta sử dụng trà hoa nhài thực sự là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào với tất cả các cái sản phẩm bộ trà mẫu của mình, như bộ trà rau má, bộ trà chanh, bộ trà sữa, cũng như là bộ hoa học đồ uống, thì mình luôn có đóng sẵn cho các bạn những cái sản phẩm trà đã có định. Đây là sản phẩm ô long xanh đã có định lượng sẵn rồi, các bạn chỉ việc pha thôi. Với một gói này chúng ta sử dụng với 400ml nước, với một gói này là 15g, chúng ta sử dụng với 500ml nước sôi và ủ trong vòng 10 phút để chúng ta có được 500ml nước cốt để chúng ta pha chế nhé. Chúng ta bắt đầu vào thực hành nhé. Chúng ta bắt đầu vào ủ trà ô long xanh nhé. Thì trong các cái gói trà mẫu của mình có gửi cho các bạn thì đã có định lượng rõ ràng rồi. Thì với mỗi 15g các bạn ủ với 500ml nước sôi trong vòng 10 phút là các bạn sẽ có được sản phẩm. nước sôi nha các bạn. Ta ủ trà trong vòng 10 phút. Sau đó các bạn có thể sử dụng ngay sản phẩm trà này. Nếu muốn bảo quản trong ngày thì các bạn thêm 200g trên 1 lít nước thành phẩm, rồi cho vào bình ủ trà bảo quản nhé. Chúc các bạn thành công.